Rồi Trường xin chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn nha. Rồi hôm nay Trường á sẽ chọn cái mồi này nè thử coi. Tại vì hôm nay Trường chọn mồi kiểu này nè là Trường câu dính đủ thứ cá chứ, cá cha rồi cá mì dinh, cá gô. Đó thì Trường chọn cám CT nè, xì tin, cám nguyên thôi mà cám tanh á với chuối ha. Đó thì hôm nay Trường chọn thử cái mồi này á, Trường câu thì nó rất hiệu quả luôn. Cho nên hôm nay Trường tiếp tục Trường chọn, Trường câu thử câu nữa nha. Chuối là mình đổ miên khoai tanh nha, cá miên khoai tanh đó. Đó. Cám cá cha, cám CT. Này là Trường chọn Trường câu bằng cần tay nha. Cho nên Trường chọn cũng không có nhiều quá vừa. Rồi. Đó này rồi mình cho nước chỗ câu vô ha. Trường thì Trường câu chỗ biển thoại cho nên Trường chọn nước ở gần nhà, ngay nhà. Đó này mình bóp ra đi. Đó mà hơi mình chọn gần xong á, mình cho miếng xì tin vô nữa là rồi ha. Cá mì dinh, cá cha, cá rô gì cũng dính hết nha. Tin đổ vừa thôi nha, không cần đổ nhiều quá ha. Rồi nè ha, đó Trường chọn xong rồi nè. Cái này Trường chọn nó hơi dẻo dẻo nha. Đó, nó không có cứng mà nó cũng không có mềm, nó hơi dẻo dẻo xíu. Rồi, đó để giờ Trường đi lên bãi Trường câu luôn, coi như thế nào ha. Ở đây thì đồng lúa xanh bát ngát nha, thơm mùi mã non. Đó thì người ta cũng dặm rồi hết trơn rồi, ở đây người ta dặm lúa xong hết rồi. Đó cho nên nhìn rất là ngon luôn, lúa rất là ngon. Trường thì giờ Trường vẫn đang hy vọng là có cá. Rồi, Trường vô tới chỗ huyền thoại rồi ha. Thì cám lúc nãy Trường có chọn rồi nè. Rồi Trường câu, Trường mới câu một cái cần máy nữa nha. Câu cần này 5m4 thôi mà hôm nay Trường câu cần tay chứ không câu cần máy. Đó cần Trường xài cũng lâu rồi nè, xài rất là êm luôn ha. Đó rồi giờ Trường mới lấy thêm một cây nữa nè. Đó rồi để Trường thả vô cái lỗ đó coi. Rồi Trường câu lưỡi này ha, lưỡi này cũng vừa vừa chứ cũng không bự không nhỏ ha. Đó để Trường bóc mồi vô nè. Thì hôm nay cái mồi này thì câu đủ loại cá. Hy vọng là có cá cha. Rồi.
mình kéo á từ cái chỗ mà phao á xuống dưới tới mồi á độ khoảng chừng 7-8 tấc thôi cả nhà, đừng có cho nó sát đất quá, cũng đừng cho trên cao quá nha, mình cho vừa phải thôi. Vừa thả nó ăn nó ghẻ ghẻ rồi kìa. Đó trường trường thả ra đó, hai cần ở đó đó. Chỗ hố này thì bữa dính cá cha khủng nè. Thì trường cứ leo chỗ này hoài, hy vọng là có cá cha cái gì cũng được. Với lại cả nhà biết sao trường như đây không? Là do trường ở Cần Thơ nè, là lúc này á dịch quá trời dịch luôn hà, rồi trường không dám đi đâu được hết trơn á. Cho nên trường cứ vòng vòng mấy bãi gần nhà gì hả. Chứ quá trời dịch rồi. Lo chạy kìa. Trời ơi. Mới thả xuống lỡ là nó chạy phao rồi đó. Ê lo chạy. Dính này. Cá rô nghe cả nhà. Ui, mồi này có bộ im mà nghe. Đó, lên con cá rô. Cá rô đây thì nó ú nu hả? Nè. Ú tròn luôn nhìn đã lắm. Đây. Nó thấy không, cái này thấy không, cái gỗ nu à. Trời. Đùng 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 luôn đó cả nhà thấy không? Cái mồi này thơm nè, mùi mồi thơm á, cá nó lợi nó ăn. Mạnh luôn ơi, lo chạy 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 phao luôn đó. Bên đây nữa kìa. Nó đang hai cái rồi là giờ không kịp nữa nè. Hai cần là giờ không kịp đó. Lo bên đây giữ rồi nè. Dính nè. Ủa, hai con lượt luôn cả nhà ơi. Cá rô với mày dính luôn nè. Đây. Trúng rồi, hôm nay trường trúng rồi cả nhà ơi. Ôi cái mồi này hiệu quả quá nha. Quá hiệu quả luôn nè. Ở đây trường bay vô đây cho sáng sáng nè, nè. Đó đó thấy không, đã chưa? Cá rô với mày dính luôn nha. Đúng là mồi này hiệu quả thiệt, quá đã luôn rồi. Vừa vừa bỏ xuống là lo liền luôn cả nhà. Đúng là hai cần này là mình không kịp luôn á. Lụm nó mày dính. Mồi siêu nhạy nha, mồi là lụm hết trơn nha. Nó lên cá mày dính đấy cả nhà, quá đã rồi. Để cái ghé cần bự kìa. Để con gì bự bự giật lên cái mới đã. Đây kìa, lo ship thôi. Cần bự chơi mồi bự đó. Đứng cái vô. Đây.
để lo cho. Ghế kìa. Lúc nào lụp. Lụp mày bự rồi, bự rồi. Vô rồi. Rồi dướng rồi. Đâu à? Cái gì à? Sảy à? Được có nè. Trời ơi, sảy luôn rồi. Cái gì á? Sảy cá dính cái cây luôn rồi, bỏ luôn. Chạy phao kìa. Trời ơi, nó núp luôn đi. Hả? Thì nó núp luôn nó vậy. Thì anh thấy nó chạy phao gì nữa, đang ngậm mồi lâu rồi đó. Ừ, lúc phao rồi. Dính này. Trời ơi. Cá cha con cả nhà ơi. Vừa thả xuống nè. Đây. Ôi có nhất là mọi người nghe. Nó cuối cùng thì cũng lên con cá cha nha cả nhà. Có nguy cơ, biết cá gì không? Lâu kiến. Ừ. Lúc phao vậy rồi chứ. Nhấp nổi. Lo mạnh coi ghẻ thôi coi nó ở hai bên luôn. Hai phao luôn. Nó không ăn thôi mà ăn lần là hai cái luôn á cả nhà, nó gì đó thấy không? Câu cá câu lắm. Chạy phao kìa. Lụm nè. Đó, mày dính. Kệ đó. Đó, lụm con mày dính đó cả nhà ơi. Đây. Ghê chưa? Đừng có vỏ đâu nghe nói được rồi. Ê. Dính nè. Ui, mày dính bự. Ôi. Không vượt đâu. Rồi dướng thôi coi á. Dướng. Rồi ra. Đây, mồi dính bự. Dựng cá này nhả luôn rồi. Ôi, dính mang sâu rồi. Dính mang sâu luôn rồi. Đây. Đó. Con này bự nha. Con đó khoảng ký gửi đó cả nhà. Ừ, ký gửi á. Ngoài đó xong nó có cá lắm. Nó chạy phao vậy luôn rồi mà nó dính rồi đó chứ. Ừ, hai con mự nó ụt đó. Cá này đúng là thánh. Thằng thánh. Cái. Ê, lật phao dính này. Dính, đó, lên. Lụm mày dính cái nhà ơi. Đó, đây. Rồi, tình hình là nãy giờ Trường ấy cái mồi này thì cá nó ăn liên tục luôn cả nhà, thả xuống thì thả xuống nó ăn, nhưng mà có con cái thì Trường giật nó không dính thôi đó. Rồi vậy thôi, chắc Trường dừng video luôn quá. Cả nhà xem nhớ bấm like đăng ký chuông để ủng hộ cho Trường cũng như theo dõi video tiếp theo ha. Giờ này cũng chiều luôn rồi, chắc đi về luôn rồi. Thành quả nãy giờ nha, đủ ăn. Rồi thôi, Trường chào cả nhà luôn ha.